Vâng, anh Hoàng kính chào mọi người nhé. Hôm nay gió mùa Đông Bắc mới thổi về và chính thức chúng ta đã bước sang mùa đông các bạn ạ. Thì hiện nay vườn dâu tây của anh Hoàng, những cái cây mới trồng trong cái niên vụ này cũng đã bắt đầu là ra hoa bói các bạn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện cái khâu là tỉa hoa bói, ngắt hoa bói các bạn. Và tiếp tục chăm sóc, dưỡng cây, tưới phân cho cây các bạn. Thì đối với lại khu vực ở chỗ anh Hoàng thì mỗi khi gió mùa Đông Bắc về thì trời nó sẽ là thường mưa. Nó mưa cả ngày cả đêm, gió rét, rất là rét các bạn. Do đặc thù là nó nằm ở cái vùng cao, khí hậu nó ảnh hưởng bởi vùng và gió mùa Đông Bắc rất là mạnh. Để các bạn để ý, hôm nay trời nó mưa lênh láng cả ngày, trời nó mù mù, hiện tại là cũng hơn 7 giờ sáng rồi. Các bạn để ý trời nó rất là mù này. Mưa ướt hết sân này. Năm nào cũng vậy thôi, cứ đến thời điểm này là rất là gió rất là lạnh. Thì đây là một trong cái tín hiệu phải nói là cực kỳ mừng đối với lại cây dâu tây, bởi vì cây dâu tây nó sẽ đón gió đông, nó rất là phù hợp với lại những cái cơn gió đông các bạn ạ. Khi anh chị em các bạn mà xác định là có gió đông về, đặc biệt là các bạn ở ngoài miền Bắc ấy, thì phải nói là hết sức vui mừng. Và với lại anh chị các bạn miền Trung, Tây Nguyên cũng như là miền Nam Bộ thì phải nói là cực kỳ vui mừng, bởi vì trong một năm thì vùng miền Trung, Tây Nguyên với Nam Bộ thì nó cũng duy nhất nó chỉ có cái mùa này là thời tiết nó mát mẻ hơn thôi. Còn lại những cái mùa khác thì thời tiết nó sẽ nắng nóng rất là nhanh. Đấy, cho nên là đây là một trong điều kiện phải nói là lý tưởng để cho cây dâu tây phát triển. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ tập trung mạnh vào cái khâu chăm sóc, khâu dưỡng phân để thúc đẩy cái sự phát triển của cây. Thì hy vọng là trong khoảng cỡ tầm Noel thì anh Hoàng sẽ có những cái trái cây dâu tây để ăn các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái hoa bói. Thì đối với lại đây là những cái cây dâu tây Đài Loan anh chị em các bạn nhé. Những cây to đẹp thì nó bắt đầu nó ra hoa bói rồi, còn những cái cây mà nhỏ thì nó vẫn chưa ra hoa bói các bạn ạ. Nó không đồng đều nhau. Đấy, cho nên là chúng ta cứ tiếp tục ngắt những cái hoa bói của những cái cây nào mà nó vừa mới ra. Cái việc ngắt bỏ tỉa cái hoa bói đi thì nó có nhiều cái tác dụng, trong đó có cái tác dụng lớn nhất đó là nó kích thích cái sự ra hoa của cây về sau này. Đấy, cái tác dụng thứ hai đó là nó tạo điều kiện để nó giảm dinh dưỡng cho cái hoa, nó dinh dưỡng của cây nó sẽ tập trung cho phát triển bộ tán lá của cây các bạn ạ. Đấy là hai những cái yếu tố quan trọng nhất đối với việc tỉa hoa bói. Thì cũng có một số anh chị cho rằng là chúng ta không nên tỉa hoa bói, nhưng mà theo cái kinh nghiệm trồng dâu tây nhiều năm của tôi thì chúng ta nên tỉa hoa bói các bạn ạ. Bởi vì khi chúng ta tỉa hoa bói xong ấy thì cây nó sẽ ra hoa nó đồng đều hơn. Chúng ta sẽ có được những cái vụ quả nó đều nhau các bạn ạ. Nếu chúng ta không tỉa đi ấy, thì ví dụ như cái cây này nó phát triển hơn, nó đang ra hoa thì nó sẽ ra quả trước. Đấy. Những cái cây này nó phát triển chậm hơn thì nó sẽ chưa ra quả các bạn ạ. Nó làm cho cái việc thu hoạch trái của chúng ta nó không được đều. Đấy, đây là một yếu tố phải nói cũng cực kỳ quan trọng đấy các bạn, đối với các bạn là nhà vườn đấy thì rất quan trọng đấy. Nhưng mà chung quy lại mà quan trọng nhất thì vẫn là tạo điều kiện thuận lợi để cho cây nó ra được những cái mầm hoa, vòi hoa nó nhiều hơn, tạo điều kiện cho cây nó phát triển hơn, đồng đều hoa. Đó là ba cái yếu tố quan trọng nhất của việc tỉa hoa bói các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hoa bói ạ. Thì đối với lại cây dâu tây khi chúng ta trồng, đặc biệt là cây cấy mô như thế này, khi chúng ta trồng xuống khoảng cỡ 2 tháng thì cây bắt đầu phát triển đến cái độ ra hoa, đậu quả. Thì chúng ta để ý cái hoa của nó này, nó sẽ mọc lên từ dưới cái chồi, dưới cái mầm của cái cây dâu tây. Thì cây này là cây dâu Đài Loan các bạn nhé. Nó đặc điểm của nó là hoa chủ yếu là hoa đơn. Đấy, nó ra từ cái bẹ này. Thì chúng ta sẽ tìm lấy cái bẹ của nó, chúng ta ngắt cho đủ luôn, ngắt tận gốc luôn các bạn nhé. Đây, và tiếp tục dưới gốc chúng ta lại thấy một cái hoa nó đang chồi lên,
thì chúng ta lại cố gắng ngắt luôn cả cái hoa gốc này đi các bạn nhé. Đấy, thì từ cái nách của những cái gốc này ấy, thì nó sẽ mọc lên những cái lá mới các bạn ạ. Nó sẽ không tập trung vào nuôi cái hoa nữa, bởi vì bao giờ cũng vậy thôi, cái hoa, cái quả, cái hạt nó là cái nguồn duy trì nòi giống của cây, cho nên cây nó sẽ hết sức tập trung cho cái sự phát triển cái hoa quả các bạn ạ. Nó sẽ không tập trung cho lá nữa. Việc chúng ta ngắt bỏ những cái gọi là cái sự duy trì nòi giống của nó đi, cái con gọi là cái mầm duy trì nòi giống của nó đi, thì nó sẽ tập trung vào phát triển cái bộ tán lá này. Các bạn để ý thì cây nó đang còn khá là nhỏ thôi, đã ra hoa ra quả rồi. Và chúng ta thứ hai nữa là chúng ta ngắt tiếp tục này. Nếu các bạn không lấy ngó thì các bạn ngắt đi nhé. Nhưng ở đây thì thôi, anh Hoàng sẽ lấy ngó, lấy cái ngó này. Đấy, thì tôi sẽ để lại cái ngó này, tôi sẽ dâm nó sang bên đây để cho nó tạo thành một cây mới ở bên đấy. Đó. Cái thứ hai nữa là anh chị các bạn chúng ta hãy cùng nhau tỉa cái lá gốc đi, tỉa lá gốc lá già đi các bạn nhé. Mục đích là giúp cho cây nó sẽ thông thoáng cái phần gốc. Phần thứ hai nữa là giúp cho cây nó tạo điều kiện thuận lợi cho cây nó sinh trưởng phát triển, tránh được cái mầm bệnh nó phát sinh ở trong những cái lá mầm, những cái lá gốc này. Thường mầm bệnh nó hay tập trung vào dưới những cái lá gốc anh chị em ạ. Đặc biệt là những con nhện đỏ, rầy con rệp. Đây, cây này. Chỗ bên đây thì anh chị các bạn để ý, ai có con sâu này. Đây này các bạn này. Thảo nào cây nó không phát triển được này. Các bạn thấy có một con sâu đen đang đậu ở trên cây. Khi bình thường thì tôi cũng sợ sâu lắm. Nhưng mà khi trồng dâu tây thì cũng thôi diệt luôn các bạn ạ. Cho một phát là chết luôn. Đấy, bóp phát chết luôn các bạn. Xẹp rép như con dán luôn. Đấy, nhưng mình cũng hơi giật mình. Mấy quả mà nhìn thấy sâu cũng hơi giật mình các bạn. Nhìn thấy nó ghê ghê các bạn nhé. Tuy nhiên là thôi vì đam mê, cố gắng tiêu diệt luôn. Cây này nó chưa ra hoa bói các bạn này. Chưa ra này. Cây này nó chậm phát triển hơn. Có cỏ này các bạn, nhổ cỏ nhé. Và cái yếu tố tiếp theo các bạn thường xuyên phải làm đó là công việc thường xuyên phải làm đó là các bạn phải tới sới cho nó bung cái chậu này lên, bung cái đất ở mặt chậu lên. Đấy thì cây nó mới phát triển nhanh được. Nguyên nhân tại sao thì do cái mặt chậu mà nó không thông thoáng ấy, thì cái oxy, khí oxy nó không có tiếp cận được với bộ rễ. Bộ rễ nó không có cái khí oxy nó để nó hấp thu, để nó chuyển hóa những cái năng lượng của cây nó dễ dàng các bạn ạ. Đấy, nguyên nhân như vậy thôi. Chúng ta sẽ kiếm một cái xô để chúng ta bỏ cái lá vào. Mùa này thì cây nó sẽ rất là nhanh ra, nhanh ra hoa các bạn ạ. Đây, những cái phần anh Hoàng ấy từ phần trước rồi. Mầm sồi đen hôm năm nay cũng ăn được một lứa mầm sồi đen, một loạt quả mầm sồi đen ăn cũng được được các bạn, cũng được được thôi chứ cũng không được ngon lắm. Quả chín đậm thì ăn nó ngọt hơn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc của mình. Thì công việc này thì nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, đòi hỏi cái sự chuyên cần của đối với lại mỗi anh chị nhà vườn, mỗi anh chị trồng cây. Cũng xin thông báo luôn với mọi người là hiện nay là anh Hoàng đã ship được về cây dâu tây giống về 32 Huỳnh Lan Khanh các bạn nhé, quận 2, phường 2, quận Tân Bình các bạn. Anh chị cô chú nào ở khu vực phường quận Tân Bình thì có thể nhận cây qua cái đường xe khách. Hoặc anh chị các bạn nào ở quận 10, gần quận 10 ấy, thì các bạn có thể nhận tại đường Thành Thái, quận 10 các bạn nhé. Đấy, nó có. Hoặc anh chị nào mà mua ship qua đường bưu điện mà từ Thành phố Hồ Chí Minh đổ ra thì anh Hoàng vẫn ship được. Vì do là hiện nay dịch nó đang phát sinh mạnh ở trong các tỉnh miền Tây các bạn. Ôi, có rầy này. Đây các bạn này. Có rầy. Đây là con rầy mềm nhé các bạn nhé. Rầy mềm hay còn gọi là con rầy nâu.
Đấy, thì các bạn gặp những trường hợp những con rầy như thế này thì các bạn phải xử lý ngay, phun thuốc ngay các bạn nhé. Thì hiện nay là cây nó vẫn chưa ra hoa, chưa có quả, cho nên chúng ta xử lý thuốc hóa học luôn cho nó nhanh. Đấy con rầy các bạn nhé. Nhiều mà các bạn các cháu không biết con rầy thì đây là nó như thế này này. Đây con rầy mềm này, đây, nhìn tận mắt này. Đấy, rầy mềm. Nó cũng họ hàng với con rầy nâu các bạn. Thì trị con này thì chúng ta sử dụng thuốc thôi. Chúng ta dùng Benati thôi các bạn. Biết có còn Benati không nữa. Đặc trị rầy dẹp các bạn. Tỉa hết cái lá già lá hư đi. Thì sau đó Hoàng sẽ sử dụng thuốc pha ra và xịt. Mấy cây này có bị không? Không bị thì cũng xịt luôn các bạn nhé. Tránh nó lây lan ra. Đây cây này cũng đang hoa bói này. Tỉa hoa bói luôn. Và đấy cây nó cũng không bung ra được lá. Nó không bung lá ra như cái cây này. Cây này nó bung lá ra nó nhanh lớn hơn này. Giai đoạn này cây nó đang phát triển thế này thì chúng ta có thể bổ sung những cái loại phân có nguồn nguồn gốc hữu cơ các bạn nhé, và tiếp tục là bổ sung thêm những cái phân chung vi lượng các bạn. Bắt đầu bổ sung được rồi, bắt đầu bón được rồi các bạn nhé. Ôi rầy mềm nó tấn công khá là nhiều này các bạn này, không để ý lâu lắm rồi mới ra vườn chăm sóc các bạn. Dạo này cũng hơi bận. Hơi bận công việc cuối năm. Đấy, không ra là không để ý rầy mềm là nó tấn công là nó hút nó chích hết. Thì cái đặc điểm gây bệnh của con rầy mềm là nó sẽ tập trung ở dưới cái mắt, dưới cái mặt dưới của lá, ở dưới trong những cái bẹ non của cây, và nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cây, nó làm cho cây nó sẽ chậm phát triển hơn rất là nhiều. Nếu như để cho nó phát triển lâu dài thì nó sẽ sinh ra virus. Những cái con virus đấy nó sẽ tấn công vào cây thì cây nó sẽ dần dần nó sẽ suy và nó chết các bạn. Nếu chúng ta phát hiện kịp thời những con rầy mềm đấy thì chúng ta, một là chúng ta có thể sử dụng bắt, hai là chúng ta có thể sử dụng, nếu mà ít mật độ ít mà các bạn siêng năng ấy, thì các bạn cứ ra bắt dần dần nó cũng hết. Còn nếu các bạn mà không muốn bắt thì các bạn sử dụng nước rửa chén pha xúc thành bọt rồi xịt cũng được nhé, cũng mang lại cái sự hiệu quả tương đối, xịt đi xịt lại nhiều lần thì nó cũng chết thôi. Còn ba nữa là các bạn sẽ sử dụng những cái loại thuốc sinh học bán trên thị trường thì nó cũng hiệu quả tương đối. Bốn nữa là các bạn sử dụng thuốc hóa học đấy, trường hợp mà gọi là chúng bạn muốn nhanh gọn tiêu diệt nhanh gọn này thì cứ thuốc hóa học mà xịt thì cũng một phát ăn ngay, không nó sẽ tránh cái sự tái sinh lại, khá là ổn các bạn. Như tôi thì tôi thường sử dụng thuốc hóa học cho nó nhanh các bạn, tránh dày dả về sau mất thời gian lắm các bạn. Và xử lý ba cái đồ
mấy cái con có cái độ kháng thuốc cao như cái con rầy đấy thì nên sử dụng thuốc cho nó nhanh, đặc biệt là giai đoạn này thì nó chưa ra hoa ra quả gì, cây cối vẫn đang trong cái tình trạng đang phát triển cái bộ tán lá thôi, nên chúng ta xịt thoải mái các bạn, không ảnh hưởng gì đâu. Còn các bạn nào mà hữu cơ 100% thì các bạn không nên sử dụng, thế thôi. Nó cũng nhiều cái trường hợp nó xảy ra các bạn. Có những cái ngó này. Thấy sân thân của cái cây lá cây dầu này nó khá là mềm các bạn. Nó khá là giòn. Rồi, ok. Tương đối xong là những cái cây ở Đài Loan các bạn. Ta sẽ sang xem những cái cây Nhật Hana và những cái cây dâu Tây Hàn mới các bạn này, bắt đầu ra hoa bói rồi này. Cây này đây, ra hoa bói rất là nhanh. Này những cái hoa bói của cây Hàn Hana này. Đây cây Hàn này, Hàn mới này. Hoa bói tôi đã ngắt một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục ngắt tiếp này. Đây, những cái hoa bói này. Ngó đồ ngắt luôn nhé. Ngắt bỏ những cái lá già luôn. Xem cây nó có bị dày không. Tùy dòng nhé các bạn nhé. Có dòng thì nó sẽ có cái độ kháng sâu, kháng bệnh nó cao. Sâu rầy nó ít ăn. Có cái loại thì cây nó phát triển lên cái là sâu rầy nó sẽ phát sinh nhiều, có loại thì nó sẽ không phát sinh đâu. Như cây này tôi thấy không 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 phát sinh này, không phát sinh dày mềm các bạn, ổn. Tỉa bớt lá già thôi, sau đó chúng ta sẽ bón phân các bạn nhé. Trong video sau thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cách chúng ta pha thuốc, dùng thuốc để trị con rầy mềm và bón phân cho cây dâu tây, những cái cây mới trồng trong cái niên vụ này. Đây, cái video này thì cũng xin giới thiệu mọi người một cái đoạn ngắn như vậy. Đây các bạn để ý mấy cái cây bên đây, Amion nó chết nó hết rồi, Mỹ Monterey thì cũng đang phát triển, cũng được được, cũng không bị sao cả. Đây có những chậu chết hết rồi các bạn. Này chậu này cũng chết hết rồi. Chậu này thôi chúng ta sẽ lấy đất để tách ngó cũng được, không sao ấy. Vì do là số lượng cây bên đây các bạn để ý nó dày lắm này. Sau này tách tách nó thưa 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 ra để đặt vào một cái vị trí này vẫn được, không sao cả. Với lại mấy cái bên đây cũng quá dày này các bạn. Rồi video này anh Hòa xin kết thúc tại đây. Chúng ta tỉa hoa bói, ngắt bỏ những lá già lá hư, rồi chúng ta thường xuyên phải làm những công tác dưỡng dưỡng cây rồi chăm sóc cây các bạn nhé.